Má nó dạy nó như vậy đó. Thiệt là rau nào sâu nấy mà. Mắc nợ tao còn chưa trả, cái quân mặt dày mẹ con một thứ chớ có khác gì. Đừng có ai động đến má tôi. Tao động nó rồi sao? Mày làm gì tao nói tao nghe. Cái thứ đồ biết đẻ mà không biết dạy mà. Nè, không ai có quyền chửi má tôi. Mình cấm hay không? Chị hổ với má, anh chẳng có đau lòng. Chỉ bên má chị, anh chẳng thẹn với lòng. Đó, má đẻ con trai đi, thì má tức má la, tại anh bên người ta. Nếu mày thương mẹ nghĩ công tao có nhập, nó hổn với tao mà đánh chết mẹ đó tao coi. Dạ, con chào má. Chào cô. Cô chịu vậy rồi đó hông? Không biết mấy giờ rồi à? Kìa bác, dù sao bác cũng nên thông cảm. Đêm qua là đêm tân hôn của người ta mà bác. Đêm gì cũng vậy chứ. Bác không chấp nhận con dâu mà giờ này mới vậy. Gần 10 giờ sáng. Dạ, con xin lỗi má. Sau này con sẽ dậy sớm hơn. Thằng Lộc ở đâu? Dạ, ảnh còn ngủ. Nếu má cần con sẽ kêu ảnh dậy. Không cần, cứ để cho nó ngủ thẳng giấc đi. Dạ. Rõ ràng là không hợp mà. Vừa thấy mặt cái làm như cái miệng tôi muốn hoạt động liền nha. Cháu chào cô ạ. Cô ơi, cô có thể cho nhà cháu thêm khất thêm vài bữa nữa được không ạ? Đừng nói nhiều. Thiếu nợ hả trả hả? Đừng nói nhiều nữa. Còn nếu xót thương hả? Xót thương bà rồi ai xót thương tôi? Bà đừng có nói lâu thôi. Lúc mà tới dây thì nói nghe tử tế đàng hoàng. Rồi khi đã chốt được liền vô trong tay thì lời lẽ một với hai. Tôi nói thiệt với mấy người chứ không phải thăm dọa nghe. Là hôm nay tới nơi này là để lấy đủ vốn lời mấy tháng nay không được thiếu một xu. Quỷ thần ơi, chơi với bạn mà dám giật người yêu của bạn hả? Tao nghe mấy cái vụ này cái tự nhiên tao dị ứng liền. Con Mỹ Hoa phải không? Con nhỏ hay tới đần tanh cho con nghe đó chứ gì phải không? Dạ. Phải con đó không? Dạ. Được rồi, để tao thử đẹp cho mày coi. Bác à, bác đi đâu vậy? Con ở nhà coi chừng con Thúy giùm bác đi. Để bác tới nhà con quỷ cái đó, bác lột da mặt của nó, châm lửa đốt nhà của nó, để coi thằng Sơn nó còn yêu nữa không cho biết. Chào bác này. Bác à, bác. Sao dạo này mày ăn nên làm ra dữ lắm phải không? Chà, vàng đeo đầy người ha, sướng ghê à ha. Đâu có nhớ tới con mụ già này. Tao cho mày hay nha, dù mày ở chân trời góc bể cũng không sao thoát khỏi tay bà. Công lao nuôi mày từ thuở lên năm, nếu không có tao mày có sống trên đời. Lúc đó là mày ống tâm như là cây sậy, đã thiếu ăn còn mang bệnh đậu mùa. Nếu không có tao lo thuốc nước thầy thì bây giờ chắc mày đang nằm ở bãi tha ma.